Khi nói đến cái cấp độ đầu tiên đó là nhớ ra ngay thì thương hiệu được nhận biết đầu tiên là không cần một sự trợ giúp nào hết thì chúng ta đã nhớ tới thương hiệu đó rồi. Cấp tiếp theo là nhớ ra thương hiệu không cần một sự trợ giúp nào hết, và nhận ra thương hiệu là nhớ ra thương hiệu khi có sự trợ giúp, và cấp cuối cùng là không nhận ra thương hiệu là khi có sự trợ giúp hoặc là một người nào đó nhắc tới thương hiệu đó nhưng mà bạn vẫn không biết đến được thương hiệu đó. Khi nhận biết thương hiệu cao á thì việc chiếm lĩnh thị trường của một công ty thì rất là cao. Kết quả cho thấy á, là ví dụ như là xe máy Honda ở Việt Nam á, độ nhận biết cao của thương hiệu nên khi nhắc tới thì người tiêu dùng thường lựa chọn đầu tiên. Tiếp theo là phần 3. Em sẽ nhường phần thuyết trình tiếp theo cho bạn tiếp theo. Phần 3, các liên hệ liên tưởng thương hiệu, thì một trong những thành phần đóng góp nhiều nhất trong giá trị thương hiệu là các liên hệ thương hiệu, đó là cách mà khách hàng sử dụng một thương hiệu. Liên hệ thương hiệu là khi mà khách hàng nhắc đến một thương hiệu nào đó, đó một cách trực tiếp hay gián tiếp thì sẽ ngay đến sản phẩm nổi tiếng đó. Ví dụ như mà khách khi mà nhắc đến thương hiệu Vinamilk thì khách hàng sẽ nhớ ngay đến sản phẩm là sữa. Logo của Vinamilk sử dụng hai tông màu chủ đạo là xanh dương và màu trắng nhẹ nhàng, thuần khiết. Màu xanh dương tượng trưng cho niềm hy vọng, sự tin tưởng, sự bảo đảm như cam kết của Vinamilk về sự an toàn và chất lượng của sản phẩm. Màu trắng trong logo của Vinamilk vừa là sự thuần khiết tinh khôi, vừa là sự đại diện cho sản phẩm của công ty. Màu của sữa, màu của sức sống mãnh liệt. Các liên hệ thương hiệu mà khách hàng có thể cảm nhận và đánh giá có thể là các thuộc tính của sản phẩm, hình tượng cá nhân hoặc là một biểu tượng cụ thể nào đó. Khi mà nhắc đến một thương hiệu nào đó thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến sản phẩm của họ. Sản phẩm của họ có tốt và an toàn, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng thì nó sẽ đọng lại trong tâm trí của khách hàng và việc đó sẽ giúp cho thương hiệu vững mạnh và phát triển được thương hiệu hơn. Thông qua đặc tính của thương hiệu, khách hàng có thể lựa chọn một sản phẩm có thể theo nhu cầu tiêu dùng hay cũng có thể là do cảm xúc tạo nên. Khi iPhone 13 mới ra mắt thì bạn có thể chọn mua ngay có thể là do điện thoại của bạn lúc đó đã quá cũ nên là bạn muốn thay một cái mới, cũng có thể là do chiếc điện thoại đó quá đẹp nên là bạn chỉ muốn mua mà thôi. Về thuộc tính sản phẩm thì thuộc tính là những đặc điểm mang tính chất mô tả của sản phẩm và dịch vụ. Thuộc tính có thể được phân loại theo mức độ liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Thuộc tính gắn liền với sản phẩm là các thành phần và cấu trúc lý hóa của sản phẩm hoặc yêu cầu cần đáp ứng của một dịch vụ. Chúng xác định bản chất, công dụng, chức năng của một sản phẩm. Thuộc tính gắn liền với sản phẩm thay đổi theo chủng loại của từng sản phẩm hoặc dịch vụ, như một số chủng loại sản phẩm có rất ít thành phần và đặc điểm phân biệt. Ví dụ như là đất sét có thể tạo nên một rất nhiều sản phẩm như chén, tô, đĩa, lọ, bình. Một số sản phẩm có rất nhiều thành phần nhưng lại rất ít đặc điểm. Ví dụ như là cây đàn có tạo từ gỗ, sắt, nhôm, nhựa, đồng, công dụng để tạo nên một nhạc cụ để phát ra âm thanh. Và một số sản phẩm khác thì lại bao gồm nhiều thành phần và đặc điểm, chẳng hạn như các sản phẩm điện tử. Về thuộc tính không gắn liền với sản phẩm. Thuộc tính không gắn liền với sản phẩm có thể ảnh hưởng tới việc mua sắm hoặc tiêu dùng nhưng không trực tiếp ảnh hưởng đến công dụng, chức năng của sản phẩm. Loại thuộc tính này phát sinh từ hoạt động marketing. Các kiểu liên hệ thương hiệu đều có thể không liên quan đến công dụng và chức năng của sản phẩm. Có năm thuộc tính không gắn với sản phẩm là giá cả, hình tượng người sử dụng, khung cảnh và dịp sử dụng, cảm xúc và kinh nghiệm, tính cách của một thương hiệu. Về lợi ích của thương hiệu thì kiểu thứ hai của liên hệ thương hiệu là lợi ích. Lợi ích là giá trị và ý nghĩa mang tính cá nhân của khách hàng cảm nhận về thuộc tính của sản phẩm
và dịch vụ, nghĩa là sản phẩm này mang lại cho họ cái gì và nó đại diện cho cái gì. Lợi ích có thể chia làm ba loại là lợi ích chức năng, lợi ích biểu tượng và lợi ích kinh nghiệm. Về lợi ích chức năng liên quan chủ yếu đến các thuộc tính của sản phẩm và dịch vụ. Những lợi ích này chủ yếu liên quan đến thuộc tính vật lý và nhu cầu an toàn. Ví dụ như lợi ích chức năng của điện thoại là có thể là để nghe gọi, lướt web, độ bền cao, tiết kiệm pin và có nhiều chức năng tốt hỗ trợ cho con người. Lợi ích biểu tượng là những lợi ích khi mà sử dụng sản phẩm và thuộc tính. Lợi ích biểu tượng là những lợi ích khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ, thường không liên quan đến thuộc tính của sản phẩm, chủ yếu liên quan đến hình ảnh của người sử dụng sản phẩm. Lợi ích trải nghiệm là những gì mà khách hàng cảm nhận được sử dụng là những gì mà khách hàng cảm nhận khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông qua với việc nhận thức của khách hàng đối với thương hiệu và về thái độ của khách hàng về thương hiệu thì có ba cái, đó là thái độ của thương hiệu đóng một vai trò quan trọng vì nó thường quyết định hành vi mua hàng. Thái độ của khách hàng về thương hiệu thường dựa trên đánh giá và cân nhắc cụ thể về thuộc tính và lợi ích của thương hiệu. Khi một thương hiệu có rất nhiều thuộc tính và lợi ích tốt thì người tiêu dùng sẽ quan tâm và tin tưởng tìm mua thương hiệu đó. Phần trình bày của em đến đây kết thúc. Em xin nhường cho bạn tiếp theo. Dạ, cho cô và các bạn, em xin trình bày về sự trung thành đối với thương hiệu. Thứ nhất là lòng trung thành là một kết quả của hành vi tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi sở thích của một người. Khách hàng trung thành nhất quán sẽ mua sản phẩm từ các nhãn hiệu ưa thích của họ, bất kể sự thuận tiện hay giá cả. Giá trị thương hiệu là giá trị có ý nghĩa về mặt tài chính mà khách hàng sẵn sàng chi trả mua một thương hiệu hay một phần của thương hiệu. Với doanh nghiệp, giá trị thương hiệu là sự đảm bảo các dòng thu nhập của doanh nghiệp. Ví dụ như thương hiệu Coca-Cola là một thương hiệu mang tính biểu tượng, dẫn đến việc khách hàng thể hiện lòng trung thành với thương hiệu này trong suốt nhiều năm qua, bất chấp là các sản phẩm và nỗ lực marketing của Pepsi. Và đó cho thấy giá trị của Coca-Cola lớn như thế nào. Và cái thứ hai là phân đoạn thị trường, sẽ gồm đoạn thị trường nhạy cảm ẩm giá cả, đoạn thị trường không có khách hàng, đoạn thị trường trung thành thụ động, đoạn thị trường trung thành và đoạn thị trường bàng quan. Thứ ba là tăng cường lòng trung thành, là gồm hai phần. Thứ nhất là các câu lạc bộ khách hàng, là các câu lạc bộ khách hàng cung cấp các khách hàng một phương tiện để xác định thương hiệu, thể hiện nhận thức và thái độ về thương hiệu của mình, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về thương hiệu với người có cùng thương hiệu với mình. Thứ hai là cơ sở dữ liệu marketing, là các thông tin về sản phẩm mới và các chương trình quảng cáo đặc biệt có thể được tiến hành tại những đoạn thị trường có khả năng phản hồi lợi nhất. Có khách hàng mục tiêu sẽ cũng thấy công ty luôn có các mối liên hệ cá nhân với họ, và do đó mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu sẽ trở nên khăng khít. Và em xin những phần thuyết trình lại cho vào. Chào cô và các bạn. Thì sau đây em xin trình bày về tạo dựng giá trị thương hiệu. Việc xây dựng một thương hiệu mạnh trong môi trường kinh doanh hiện nay là việc không dễ dàng. Những người tạo dựng thương hiệu có thể vấp phải những rào cản hay là những áp lực lớn cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Vậy thì để phát triển hiệu quả các chiến lược thương hiệu thì cần phải hiểu biết về những áp lực và rào cản. Sau đây là những áp lực và rào cản. Đầu tiên đó là áp lực cạnh tranh về giá, thì các công ty đều phải chịu áp lực này.
Nó đóng vai trò trung tâm chịu tác động và sức ép từ lực lượng bán lẻ, hoặc là từ những khách hàng nhạy cảm về giá cả, hoặc là do sự suy thoái thị trường, cũng có thể là do sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh. Tiếp theo là sự sinh sôi của đối thủ cạnh tranh. Thì đối thủ cạnh tranh thì xâm nhập vào thị trường từ mọi phía. Các đối thủ mới không chỉ tạo ra về sức ép về giá hay là sự đa dạng thương hiệu. Điều này còn khiến cho việc tìm được một chỗ đứng trong đoạn thị trường rộng lớn cho thương hiệu thì sẽ trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa thì một số đối thủ cạnh tranh thì sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm ra những phương thức hoạt động mới, dẫn đến sự mất ổn định của môi trường cạnh tranh. Tiếp theo là sự phân tán của thị trường và hoạt động truyền thông. Ngày nay thì xuất hiện rất là nhiều phương tiện truyền thông để lựa chọn, và các hoạt động như là quảng cáo, PR, tài trợ, khuyến mãi thì nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu. Vì làm thế nào để các truyền thông được gửi đi qua những cái phương thức phương tiện truyền thông đó thì mà không làm suy yếu thương hiệu thì thực sự là một thách thức cho nhà quản trị thương hiệu. Ví dụ là người tiêu dùng thì ấn tượng bởi các chiến dịch truyền thông quảng cáo đánh trực tiếp vào tâm lý của con người của Coca-Cola, vì họ đã mang đến những cái thông điệp lạc quan, hạnh phúc, mang đến cảm xúc tích cực hoặc là kích thích sự sáng tạo, mang đến năng lượng cho mọi người để thực hiện được những cái chiến dịch truyền thông hiệu quả như vậy. Thì các nhà làm thương hiệu phải hiểu được tâm lý của khách hàng. Thì Coca-Cola đã làm rất tốt trong vấn đề này, họ luôn thấu hiểu nhu cầu và cảm xúc của khách hàng. Tiếp theo là sự phức tạp của chiến lược thương hiệu. Sự ra đời của những thương hiệu phụ hay là thương hiệu mở rộng thì các thương hiệu về nhà tài trợ và các thương hiệu công ty đã khiến cho các nhà quản lý thương hiệu phải bận rộn hơn, và họ phải làm rõ về mặt chiến lược và nâng cao nhận thức của khách hàng về những mối quan hệ giữa các thương hiệu. Ví dụ như biểu trưng của Coke là được trông thấy ở chục ngàn sản phẩm, nhưng mà ở mỗi định vị thị trường khác nhau thì thương hiệu Coke lại mang một hình ảnh khác nhau. Ví dụ như ở các cửa hàng rau thì Coke được coi là một thương hiệu sản phẩm, tại các sự kiện thể thao thì nó được coi là một thương hiệu tài trợ, còn tại các cộng đồng mà có các nhà máy đóng chai sản phẩm thì Coke được coi là một thương hiệu công ty. Tiếp đến là xu hướng thay đổi các nhóm chiến lược. Việc thay đổi đặc trưng và phương pháp thực hiện chương trình phát triển thương hiệu, trong khi những cái đặc điểm đặc trưng cũ vẫn còn hiệu quả và vẫn chưa hết tiềm năng, thì những thay đổi kiểu này thì có thể làm giảm giá trị hay là thậm chí là mất đi giá trị của thương hiệu. Cần phải giữ gìn các đặc trưng quan trọng của mình và tăng cường nhận thức của công chúng. Ví dụ như Gap là một nhà bán lẻ quần áo và phụ kiện đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, với mục tiêu thay đổi hình ảnh. Gap đã thay đổi logo thương hiệu của mình, và đây thực sự là một thảm họa. Nhiều cuộc khảo sát, yếu tố quan trọng đặc trưng của logo chính là phông chữ và chữ cái in hoa, nhưng mà hai đặc trưng này thì bị ban quản trị Gap triệt tiêu một cách không thương tiếc. Ngay khi xuất hiện thì hàng loạt tài khoản đã bày tỏ bức xúc và ra sức đùa cợt sự thay đổi này. Cái điều này thì đã làm cho Gap đốt 100 triệu USD chỉ để xài trong vòng 7 ngày, và cổ phiếu rớt 13%, trở thành trò cười cho thiên hạ. Tiếp đến là xu hướng đi ngược lại với sự đổi mới. Thì công ty đã quá chú trọng đến việc phát triển thương hiệu mà không lưu tâm đến việc đầu tư chất xám và vốn để đổi mới sản phẩm và dịch vụ một cách thực sự và toàn diện. Hiển nhiên thì điều này không chỉ tốn kém và mạo hiểm mà nó còn dẫn đến việc giảm lợi nhuận về mặt ngắn hạn. Có ví dụ là Weight Watchers là một trong những thương hiệu thành công rực rỡ trong những năm 80. Thì hãng đã xây dựng được phương pháp kiểm soát trọng lượng cơ thể lý tưởng và đã tạo ra một hãng kinh doanh có tổng trị giá lên tới 1,5 tỷ đô la. Nhưng mà đến những năm 80 thì những khách hàng đã bắt đầu bớt quan tâm đến việc kiểm soát trọng lượng và thay bằng các chương trình ăn kiêng có lợi cho sức khỏe. Đi tiên phong trong việc thiết kế ra mô hình ăn kiêng này thì là thương hiệu Healthy Choice. Là câu hỏi được đặt ra là tại sao Weight Watchers là một công ty có nguồn lực và có kiến thức thị trường dồi dào thì không phải là người đi đầu.
thì lý do chủ yếu là do WeightWatchers là một thương hiệu thành công và công ty không muốn làm giảm lợi nhuận trước mắt bằng việc đầu tư vào một vị trí thị trường mới, thì nó cũng dạ thì quan tâm những cái lợi nhuận trước mắt mà không để ý về cái sức cạnh tranh lâu dài thì cũng làm một áp lực và rào cản. Tiếp theo là áp lực đầu tư vào những nơi khác, một trong những lý do đến với việc đánh mất thương hiệu trên thị trường là do lòng tham muốn tìm đến những lĩnh vực kinh doanh béo bở hơn mà trong khi doanh nghiệp lại có khả năng hạn hẹp để hiểu về cái lĩnh vực mới đó, thì doanh nghiệp luôn để trọng tâm để tăng cường các hoạt động kinh doanh ngắn hạn hay là đầu tư vào các lĩnh vực mới. Cuối cùng, các lĩnh vực mới này thì thu hút nhiều nguồn lực của công ty nhưng lại không thành công do những cái đòi hỏi quá cao, trong khi khả năng tổ chức và quản lý những lĩnh vực kinh doanh mới của công ty đã có hạn. Ví dụ này em xin lấy lại ví dụ của nhóm trước để nói lại là Xerox là một công ty toàn cầu của Mỹ, bán các sản phẩm công nghệ liên quan đến tài liệu như là máy chiếu, máy in và các thiết bị văn phòng khác. Đây là thương hiệu mạnh đã đánh mất vị trí của mình do đầu tư thiếu hợp lý vào những lĩnh vực quan trọng của mình. Và những năm 1960 thì Rolex là vua của ngành sản xuất máy photocopy và thị phần của nó đã gần như là đạt 100%, là trở ngại của bất cứ đối thủ nào muốn gia nhập thị trường. Tuy nhiên, thay vào việc duy trì các lợi thế hay là bảo vệ sức cạnh tranh của thương hiệu và phát triển công nghệ mới thì công ty này đã chuyển sang đầu tư cho một lĩnh vực khác hẳn mang tên là văn phòng cho tương lai. Kết quả là công ty đã bị thất bại và về tay các đối thủ, những thương hiệu mà sản xuất cung cấp những sản phẩm có tính sáng tạo hơn, chất lượng hơn và giá cả phải chăng hơn. Tiếp theo là các áp lực về kết quả kinh doanh ngắn hạn, thì những kết quả kinh doanh ngắn hạn thường gây cản trở vào việc đầu tư thương hiệu. Cụ thể là người sáng lập ra hãng Sony thì cho rằng là phần lớn các nhà quản trị ở công ty Mỹ đều mong muốn tạo ra lợi nhuận nhanh chóng hơn là cố gắng làm cho sản phẩm có sức cạnh tranh lâu dài. Một nghiên cứu tại các công ty mà có lĩnh vực công nghiệp lớn đã kết luận rằng vì những sức ép thái quá về lợi nhuận tức thời mà hy sinh những cơ hội lâu dài là một trong những yếu tố gây nên sự suy giảm khả năng cạnh tranh của các hãng kinh doanh Mỹ so với Nhật Bản và châu Âu. Tiếp đến là rào cản và áp lực cuối cùng là nguyên tắc tài chính kế toán, là một trong những trở ngại đối với việc tạo dựng giá trị thương hiệu. Về bản chất thì không thể tính chính xác phần ngân sách đã chi cho quảng cáo hàng năm sẽ được thu hồi ngay lập tức hay là phải mất đến mấy năm về sau. Do vậy là mọi chi tiêu liên quan đến việc xây dựng thương hiệu hay là quảng cáo đều được tính ra là chi phí chứ không được coi là tài sản. Thế nên là các cái nguyên tắc kế toán luôn cản trở việc xây dựng và phát triển một thương hiệu. Vì vậy quyết định tạo dựng một thương hiệu thường gây ra nhiều tranh cãi. Em xin kết thúc phần trình bày của em. Em xin nhường lại cho bạn tiếp theo. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Xin chào cô và các bạn. Phần cuối của chương này là về phương pháp đo lường giá trị thương hiệu dựa trên quan điểm tài chính. Có 5 phương pháp để mà tính giá trị của một thương hiệu. Tùy từng trường hợp mà doanh nghiệp có thể áp dụng cụ thể các phương pháp định giá này. Thứ nhất là dựa vào khả năng bán giá cao hơn bình thường. Phương pháp thứ hai là dựa vào khả năng bán hàng dễ hơn bình thường. Phương pháp thứ ba là dựa vào chi phí để xây dựng thương hiệu. Phương pháp thứ tư là dựa vào giá trị cổ phiếu thị trường chứng khoán. Phương pháp thứ năm là dựa vào khả năng tạo ra lợi nhuận của thương hiệu. Dưới đây là từng phương pháp định giá thương hiệu. Đầu tiên là dựa vào khả năng bán giá cao hơn bình thường. Khi mà khách hàng cảm thấy an tâm, tin tưởng vào uy tín, chất lượng của một thương hiệu nào đó thì họ sẽ sẵn sàng trả giá cao hơn bình thường. Đó là cái khả năng giá trị cộng thêm của thương hiệu mang lại cho các sản phẩm. Nếu không có thương hiệu thì khách hàng chắc chắn sẽ không chi số tiền lớn để mà mua một cái sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ví dụ như là một đôi giày hiệu Adidas được bày bán ở các cửa hàng trên đường có giá vốn là bao nhiêu thì chúng ta không thể biết được.
nhưng mà người ta treo bảng là có giá từ vài triệu tới vài chục triệu trên cho một đôi giày, thì đó chắc chắn là do cái tên thương hiệu Adidas là cái phần chủ yếu, có thể đo khả năng giá bán cao hơn bình thường của một thương hiệu thông qua việc nghiên cứu khách hàng. Khách hàng sẽ hỏi nhiều câu hỏi để đánh giá được sự khác biệt giữa các sản phẩm cùng loại có thương hiệu và không có thương hiệu, bởi vì người ta làm thủ công do những người lành nghề thực hiện. Phương pháp thứ hai là dựa vào khả năng bán hàng dễ hơn bình thường. Khả năng bán hàng dễ hơn bình thường chính là dựa vào sự ưa chuộng của khách hàng. Có những loại sản phẩm không phù hợp để mà định giá theo cái phương pháp một như vừa rồi, vì giá bán gần như là tương đương nhau. Ví dụ như là sữa Vinamilk, thì đây là một cái thương hiệu mà gắn bó với trẻ em Việt Nam cũng như là gắn bó với đất nước. Vì nó nổi tiếng nên khó bán giá cao hơn đáng kể so với những nhãn hiệu cùng loại khác. Thì đây là trường hợp có thể áp dụng tính cách dựa vào khả năng bán hàng dễ hơn bình thường. Với cái cách tính này thì giá trị thương hiệu là khoản chênh lệch thị phần thay vì lợi nhuận như ở cái phương pháp 1. Phương pháp này là chỉ dựa vào con số thống kê liên quan đến sức mạnh hiện tại của thương hiệu mà chưa cân nhắc đến nhiều cái yếu tố tương lai như là có những cái thay đổi hoặc là những cái cải tiến của chất lượng. Phương pháp thứ ba là dựa vào chi phí để xây dựng một thương hiệu, thì dựa trên cái chi phí thực sự mà doanh nghiệp đã bỏ ra để phát triển thương hiệu đến tình trạng hiện tại, là cái sự tổng hợp các khoản chi như là chi phí nghiên cứu thị trường, quảng cáo hoặc là truyền thông, các chi phí đầu tư hoàn toàn không tỷ lệ thuận với giá trị gia tăng của thương hiệu, nên cách tính này không chính xác. Cách khác là tính giá trị đầu tư tương đương. Cách này lấy chi phí thị trường hiện tại để mà ước tính tổng số tiền bỏ ra để xây dựng một thương hiệu tương đương với thương hiệu hiện tại. Số tiền này bao gồm các khoản chi phí như là xây dựng đề án, nghiên cứu thị trường hoặc là sản xuất các mẫu thử quảng cáo. Thì cách tính này được các chuyên gia tính nhẩm nhanh dịch trị giá của một thương hiệu. Phương pháp thứ tư là dựa trên giá trị cổ phiếu thị trường chứng khoán. Thì đây là phương pháp để ước lượng nhanh giá trị tương đối của thương hiệu trên thị trường. Đó là phần chênh lệch giữa tổng giá trị thị trường của công ty tính đến giá cổ phiếu trừ đi toàn bộ giá trị ở trong sổ sách của công ty. Giá trị này chỉ là tương đối, vì cái giá cổ phiếu nó có thể thay đổi theo từng ngày, nhưng mà giá trị thực sự của thương hiệu phụ thuộc nhiều vào chiến lược kinh doanh và tiếp thị của công ty, cũng như là cái khả năng thực hiện các cái chiến lược đó đều có thể thay đổi một sớm một chiều được. Mặt khác thì các cái tài sản cố định có thể thể hiện trong sổ sách kế toán được tính toán dựa trên giá mua trừ đi khấu hao hàng năm. Giá trị này có thể cao hơn so với các giá trị còn lại thực tế của tài sản trên thị trường, là do tốc độ đổi mới công nghệ cũng như là đổi mới các loại máy móc thiết bị. Ngược lại thì giá trị tài sản như là đất đai hoặc là lợi thế thương mại đôi khi nó được định giá thấp hơn thị trường. Phương pháp cuối cùng là dựa vào khả năng tạo ra lợi nhuận nhiều hơn bình thường. Thì phương pháp này là cái phương pháp tốt nhất để mà đánh giá thương hiệu, thì nó có hai cách như sau. Cách một là dựa vào kế hoạch dài hạn của thương hiệu, lấy con số luồng lợi nhuận dự tính trừ giảm đi, thì phải cân nhắc cái yếu tố sức mạnh của thương hiệu và cái sự ảnh hưởng của nó với môi trường cạnh tranh. Cách thứ hai là tính thu nhập hiện tại, rồi mình sẽ áp dụng cấp số nhân. Nếu mà thu nhập hiện tại nó không phản ánh trung thực tình hình kinh doanh của thương hiệu thì lấy con số bình quân của những năm trước. Thì nếu mà con số này nó bị âm hoặc là nó bị thấp hơn thì có thể lấy con số của toàn ngành để mà làm chuẩn suy ra của doanh nghiệp. Thì phần trình bày của nhóm 1 tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn bài trình bày của nhóm số 1 ha. Thì nhóm số 1 cũng đã nhắc lại một số các cái nội dung cũng như là mô hình giá trị thương hiệu mà nhóm số 2 các bạn cũng đã trình bày một lần rồi. Vậy thì cô nghĩ là về mặt lý thuyết, về mặt mô hình thì lớp chúng ta cũng đã nắm được một cách rất là rõ ràng ha, các cái yếu tố nó góp phần cấu thành nên giá trị thương hiệu. Vậy thì
Như các bạn thấy là ở đây cô có đặt một cái câu hỏi và dành cho cả hai nhóm luôn ha, nhóm 1 và nhóm 2 là hai nhóm đảm nhiệm nội dung về giá trị thương hiệu. Thì chúng ta thì đã biết được các thành phần cấu thành giá trị thương hiệu này rồi, và nhiệm vụ của một người làm thương hiệu, một người làm marketing đó là chúng ta phải tăng giá trị thương hiệu lên. Vậy thì chúng ta tăng bằng cách nào? Chúng ta tăng bằng cách tăng các giá trị thành phần lên, ví dụ như là tăng về yếu tố về sự nhận biết thương hiệu, hay là chúng ta tăng cái mức độ liên tưởng, chúng ta tăng lòng trung thành của thương hiệu lên, vân vân. Vậy thì cụ thể các nhóm có thể trả lời giúp cho cô là chúng ta có thể triển khai những cách nào để tăng các cái yếu tố này lên không? Các nhóm các bạn hai nhóm, nhóm 1 và nhóm 2 các bạn trả lời giúp cho cô. Các bạn có thể lấy ví dụ cụ thể luôn ở trong một cái thương hiệu hoặc một cái sản phẩm nào đó ở trên thị trường, hoặc là các bạn có thể đưa ra những cái phương pháp chung mà chúng ta có thể ứng dụng được cũng được, tùy các bạn ha, để làm rõ cái vấn đề hơn. Mời mời các nhóm các bạn trả lời ha. Đầu tiên thì chắc là mời nhóm nhóm 1 đi, các bạn vừa mới thuyết trình xong luôn đó. Và cô cũng đặt câu hỏi ở nãy giờ rồi thì các bạn chắc cũng có thời gian để chuẩn bị rồi. Thì các bạn trả lời giúp cho cô ha. Các bạn có thể lấy bất cứ một cái ví dụ nào hoặc là một cái gợi ý nào đó để mà mình tăng một trong các thành phần giá trị đó lên là được rồi. Thưa cô, là theo em là để mà tăng giá trị thương hiệu thì mình phải là thứ nhất là có mối quan hệ thật tốt với khách hàng, thứ hai là mình quảng bá thương hiệu của mình trên qua internet, thứ ba là mình đem lại sự tin tưởng cho khách hàng. Ví dụ như em đã nói là giống như Coca-Cola, họ sẽ quảng bá thật rộng rãi qua internet hay qua những quảng cáo trên TV. Thứ hai là họ sẽ tạo ra những cái dịch vụ, như là ưu đãi dành riêng cho khách hàng, và họ sẽ làm cái họ ví dụ họ sẽ gần ngày đấy, Tết gần đến là họ sẽ làm những sản phẩm sẽ đẹp mắt và tăng cái tỷ trọng nó lên nữa cô. Rồi, cảm ơn em. Bạn nào có bổ sung ý kiến khác không? Mình có rất là nhiều đúng không? Ví dụ như để mà tăng cường sự nhận biết thì mình làm cái gì, hoặc là ví dụ cụ thể luôn, một cái thương hiệu nào nó làm cái gì để mà tăng cường sự nhận biết, nó rất là nhiều thôi, nó liên quan tới các hoạt động truyền thông marketing của chúng ta đó. Ví dụ như đơn giản các bạn thấy là trường Đại học Đà Lạt của chúng ta những năm gần đây là bắt bắt gọi là bắt kịp cái đà về gọi là sự phát triển của công nghệ đúng không? Thì thay vì là chúng ta phải đi rất là xa để mà đi gọi là làm cái chương trình mà tư vấn tuyển sinh á, thì chúng ta có thể là làm qua những cái livestream để nó phù hợp hơn với cái sự phát triển của công nghệ và phù hợp hơn với ở cái điều kiện dịch bệnh chẳng hạn. Còn các bạn thấy trước đây thì trường của chúng ta đâu có làm cái hoạt động gọi là tư vấn tuyển sinh đâu, nhưng mà những năm gần đây chẳng hạn tăng cường cái sự nhận biết đó, tức là để người ta biết tới trường Đại học Đà Lạt nhiều hơn. Trước đây người ta nghe trường Đại học Đà Lạt nhưng người ta chả biết gì tới nó cả, tức là ở những cái cấp độ hiểu biết rất là thấp thôi. Thì bây giờ mình muốn tăng cường nó lên thì mình sẽ tổ chức các cái hoạt động để truyền tải những cái thông tin, những cái hiểu biết về thương hiệu của mình. Thì ở đây các bạn có thể nhìn nhận trường đại học như một cái sản phẩm vậy đó, và chúng ta đi truyền tải ở các cấp độ, ví dụ như có những cái ngành gì nè, đội ngũ giáo viên như thế nào, rồi là các cái điều kiện hỗ trợ học tập, ví dụ như là thư viện, rồi các cái hoạt động mà trong quá trình các bạn được học, ví dụ như là giao lưu văn nghệ, thể thao, xong rồi là cắm trại vân vân. Thậm chí là có thể quảng bá về cái không gian của trường, một trong những trường đại học mà có cái campus, cái khuôn viên nó rất là rộng và rất là đẹp, đẹp vân vân, để như người ta có một cái ấn tượng, người ta biết, người ta
nâng cao cái sự nhận biết về trường của mình. Đó. Tương tự như vậy thì để mà tăng cường cái sự nhận biết về thương hiệu ở đây thì các cái doanh nghiệp người ta làm rất là nhiều thứ, thực hiện qua các hoạt động truyền thông của công ty để mà chúng ta tăng cường cái sự nhận biết của thương hiệu, đúng chưa? Ví dụ đơn giản như là chúng ta hàng ngày đó thì khách hàng càng ngập trong các cái quảng cáo thì quảng cáo cũng là một cái gì các bạn, một cái cách rất là hiệu quả để mà chúng ta tăng cường cái sự nhận biết, đúng chưa? Quảng cáo truyền thông nè, rồi là PR nè, là một cái hoạt động mà hầu như các công ty nào người ta cũng sử dụng để mà tăng cường cái sự nhận biết thương hiệu, hoặc là để cho khách hàng người ta biết tới cái sản phẩm đó thôi, đó chính là nhận biết thương hiệu rồi đó. Nhưng mà các bạn thấy là khách hàng ở hàng ngày đó, họ tràn ngập trong rất nhiều các quảng cáo và những cái thông tin như vậy. Vậy thì để mà chúng ta có thể len lỏi được vào trong cái trí nhớ và để lại ấn tượng cho họ thì bắt đầu mình phải phải tư duy đi, đúng không? Mình phải động não, mình phải nghĩ ra, mình phải phát triển những cái quảng cáo thực sự là sáng tạo, thực sự là có ý nghĩa, và nó phù hợp với cái hành vi, cái cảm xúc, cũng như là cái tri giác của đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Thì nó dễ dàng gây ấn tượng và đi sâu vào hơn. Đúng chưa? Rồi là mình thực hiện tài trợ PR đó các bạn. Thực ra là khi mình xây dựng thương hiệu thì mình cũng chỉ xoay quanh cái gì các bạn? Cái marketing mix thôi. Hoạt động PR nè. Thì ví dụ như là các bạn có thể là thực hiện tài trợ. Đó là một cái hoạt động nó rất là thông thường thôi, nhưng mà làm thế nào để tăng được cái hiệu quả của hoạt động tài trợ của mình lên, thậm chí là có những cái thương hiệu mà người ta năm nào người ta cũng tài trợ luôn cho một cái giải đấu hoặc một cái hoạt động nghệ thuật hoặc là bất cứ một cái event nào đó. Ví dụ như là các bạn thấy là Đà Lạt mình chẳng hạn thì có cái lễ hội gì, Festival hoa đúng không? Cứ cách một năm là sẽ có một cái Festival hoa, thì mình sẽ tài trợ, gọi là tài trợ liên tục luôn, thành một cái nhà nhà tài trợ vàng á, tài trợ liên tục, tức là đồng hành luôn luôn với cái hoạt động đó. Thì tất nhiên khi mình bỏ tiền ra, mình có cái cam kết mình đồng hành luôn với cái hoạt động đó. Thứ nhất là mình sẽ được đưa ra những cái yêu cầu cao hơn trong việc quảng bá hình ảnh của mình. Ví dụ như là được đặt băng rôn ở ở chỗ nào này, đúng không? Rồi thậm chí là được đưa cái sản phẩm của mình lên trên cái chương trình truyền thông ở trong khi diễn ra cái festival đó chẳng hạn. Rồi thậm chí là chúng ta khi mà tài trợ như vậy thì chúng ta thiết lập mối quan hệ mà, thì chúng ta cũng có thể chọn hoặc là được cấp những cái vị trí nó đẹp, rộng ở trong cái hội chợ chẳng hạn. Thì các bạn thấy là các cái hoạt động liên quan tới festival đó thì nó có những cái hội chợ này về nông nghiệp, thậm chí là các cái chương trình lễ hội gì vân vân đó, thì chúng ta cũng sẽ deal với lại bên bên tổ chức, tức là bên 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 bên, bên ủy ban đó, cái nơi mà tổ chức đó, thành phố của mình đó, là mình sẽ được hưởng những cái ưu đãi đó và chúng ta tận dụng tối đa cái yếu tố đó để có thể khuếch trương các cái thông điệp và cũng như những cái hình ảnh của mình ra khi mà chúng ta tài trợ cho một cái chương trình như vậy. Và khi các bạn tài trợ cho một cái chương trình thì chúng ta cũng lưu ý là cái phân tích xem cái năng việt các một hát, tức là ai là người mà chúng ta muốn đưa cái thông tin nó tới. Họ muốn đưa những cái thông tin gì, hình ảnh như thế nào, cái phương tiện, cái nơi chốn và cái cấp độ tiếp cận của họ như thế nào. Ví dụ như là các bạn có thể là tài trợ trợ cho một cái chương trình bóng đá đúng không? Thì chương trình bóng đá đó thường là nam coi nhiều hơn nữ, thì chúng ta cũng không nên đưa các cái sản phẩm dành cho nữ để mà tài trợ những chương trình đó, bởi vì là mình tốn tiền nhưng mà nó không đạt được cái mục tiêu đó là tăng cường sự nhận biết thông qua cái chương trình PR của mình chẳng hạn. Rồi ví dụ như là các bạn có thể là tạo ra một cái ấn tượng nào đó đối với khách hàng nó cao hơn. Ví dụ như là chúng ta sử dụng các cái hoạt động câu lạc bộ khách hàng, những cái câu lạc bộ khách hàng, những cái sinh hoạt vân vân, thì các bạn thấy là hiện nay việc mà chúng ta có cái nền tảng về công nghệ nó tạo ra nhiều cái thuận lợi cho các doanh nghiệp, bởi vì là
người tiêu dùng của chúng ta sử dụng mạng xã hội giống như là một ngôi nhà thứ hai của họ, và họ tham gia rất nhiệt tình, thậm chí ở ngoài đời không thấy đâu hết mà trên mạng lúc nào cũng có cả. Thì chúng ta tận dụng như vậy để làm những cái câu lạc bộ hoặc những cái nhóm, những cái group người tham gia vào các cái chương trình, các cái hoạt động, thậm chí là ví dụ như cái face của các cái doanh nghiệp đó các bạn, thì cũng là một cái hoạt động để mà tăng cường cái sự nhận biết thương hiệu. Thì khi nói tới cái công nghệ đó thì chúng ta nói tới content marketing đúng không? Các bạn sẽ thấy là một số những cái thương hiệu người ta làm marketing online, người ta viết content rất là hay, thì đó cũng là một cách để chúng ta tạo ra một cái sự kích thích, kích thích và tạo ra một cái sự nhận biết, một cái sự thích thú cho khách hàng khi mà họ cảm nhận cũng như là nhận biết ra cái thương hiệu của mình. Rồi là các bạn thấy là ở một số những cái thương hiệu người ta còn đầu tư vào các cái hoạt động lớn để mà chúng ta tạo một cái ấn tượng ha, và tăng cái sự nhận biết của khách hàng. Ví dụ như là Cadbury á, người ta có đưa ra một cái công viên và chủ đề Cadbury, ở trong đó là sử dụng các cái sản phẩm của Cadbury để mà tạo dựng ra một cái công viên theo các cái chủ đề về các cái sản phẩm của Cadbury. Hoặc là tương tự như cái hoạt động đó thì có thành phố ngũ cốc của Kellogg. Thì cái thành phố ngũ cốc này đó thì người ta sử dụng các cái sản phẩm của Kellogg ở dưới dạng mô hình ở tại một cái thị trấn, và tất cả ví dụ như là nóc nhà nè, hoặc chỉ là cây cối ở xung quanh á, người ta cũng tạo ra từ các cái sản phẩm của Kellogg như vậy thành một cái điểm tham quan luôn. Thì thậm chí là mời khách hàng tới tham quan công ty để hiểu về cái quy trình ha, hoặc là hiểu về cái giá trị của sản phẩm mang lại. Ví dụ như các bạn thấy là ở Đà Lạt của chúng ta có một cái thương hiệu về về cái sản phẩm đó là tranh theo tay ha, tranh theo tay XQ Việt Nam chẳng hạn. Thì các bạn biết là khi nói chuyện với chú Quân là cái người mà sáng lập ra công ty á, thì các bạn thấy là cái xuất phát mà tạo nên thương hiệu XQ của Đà Lạt đó là vợ của chú á, ha, là cô Xuân á, là có cái dòng dõi gọi là xuất thân từ cái việc ngày xưa ở Huế, thân từ cái cung đình Huế á, các bạn, và có được một cái tay nghề gọi là nghề thêu truyền thống á. Thì ngày xưa thì là thêu rồng phượng rồi gì đó lên trên quần áo cho vua chúa thôi, cái kỹ thuật thêu đó vào trong những cái tác phẩm nghệ thuật, ví dụ như là thêu hoa, rồi là thêu về, thậm chí là ban đầu là chỉ là sao chép những cái tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng và đẹp bằng cái chỉ thêu thôi. Thì các bạn thấy là ban đầu rất là khó khăn vì người ta không có hiểu được cái giá trị bức tranh. Tại vì là một cái bức tranh như vậy bán giá rất là mắc, và người ta không hiểu là vì sao mình phải trả một cái giá tiền mắc như vậy để mua một cái bức tranh đẹp trưng trong nhà, trong khi đối với giá tiền đó thì mình có thể mua cả chục bức, mỗi bức tường tre một bức. Thì các bạn thấy là để mà nâng cao cái sự hiểu biết, cái sự nhận thức, cái sự nhận biết và nâng cả cái chất lượng cảm nhận, cái sự cảm nhận và liên tưởng tích cực của khách hàng lên đó, thì công ty bắt đầu là thành lập một cái khu, một cái khu vừa tham quan cho khách du lịch rất là độc đáo và rất là đẹp. Ở trong đó thì tái hiện lại những cái cảnh những cái cảnh theo ngày xưa, rồi thậm chí là gì các bạn, có luôn cả một cái nơi để cho nhân viên người ta ngồi theo, vừa theo hàng ngày như vậy đó, rồi khách du lịch người ta vào là người ta thấy được cái hoạt động theo đó luôn, để người ta thấy là nó khó khăn như thế nào, cũng như là nghệ thuật ở trong đó là làm sao để mà theo được một cái bức tranh như vậy, thì là phải kết hợp các cái loại chỉ màu lại với nhau một cách rất là gọi là rất là chi tiết á, ha. Ví dụ như các bạn tô màu thì nó dễ rồi, nhưng mà chỉ á, thì các bạn thấy là cái độ loang màu của chỉ á, mình theo từng cái mũi kim như vậy đó, sử dụng các loại chỉ khác nhau, nó rất là khó để thấy được là cái giá trị từ những cái cọng chỉ đó nó tạo nên ha. Và ở trong những cái showroom á, nó có những cái nghệ thuật, những cái nghệ nhân người ta ngồi theo, đồng thời là cũng có cái hướng dẫn viên đi
mời khách hàng đi như vậy đó, và những cái câu chuyện xung quanh những bức tranh đó nó mang cái giá trị về mặt văn hóa, về mặt gọi là cảm xúc rất là nhiều. Ví dụ như là một cái bức tranh theo một cái cây đa thôi với lại một con trâu thôi, bình thường đúng không ạ, một cái bức tranh làng quê như vậy thôi, nhưng mà người ta bắt đầu khắc họa một cái gì các bạn, một cái câu chuyện xung quanh đó, để gợi nhớ cho khách hàng một cái cảm xúc là nhớ nhung về quê hương, nhớ nhung về cái tuổi thơ của mình, những cái giá trị gọi truyền thống của người Việt Nam của chúng ta, tự nhiên thấy cái giá trị bức tranh đó nó to hơn rất là nhiều nhiều lần. Thì đó là những cách mà XQ đã tạo ra một nâng cao cái nhận thức của người tiêu dùng về giá trị của thương hiệu lên. Thì khi đó người tiêu dùng sẽ hiểu là cái đó không chỉ là một cái bức tranh, mà là một cái bản sắc, một cái bản sắc, một cái sức lao động, một cái giá trị lao động, một cái sự tỉ mỉ, một cái văn hóa của một cái dân tộc. Cho nên là mỗi một cái bức tranh như vậy đó là do tay của người nghệ nhân thêu ra. Cho nên là dù mà một cái bức tranh mẫu do hai người thêu, tức là cùng một cái gì các bạn, cùng một mẫu á, nhưng mà nó không không bao giờ trùng nhau được hết á, tại vì nó còn mang cả cái tâm tình gửi gắm của người thêu ở trong đó, bla bla. Cho nên là khách hàng khi mà nghe những cái điều đó cảm nhận được cái giá trị bức tranh nó lớn hơn rất là nhiều, và những cái bức tranh nó có giá trị như vậy là bởi vì những cái yếu tố cô vừa mới nêu, cộng thêm một cái yếu tố là nó độc đáo của nó, duy nhất thôi. Cho nên giá nó mới đắt như vậy, và nó hiếm, và nó cũng như là XQ người ta còn có một cái nghệ thuật trưng bày rất là độc đáo và rất là tỉ mỉ, và những cái nghi thức rất là cầu kỳ, để mà đó là người ta giải thích đó là cách để mà truyền đạt tinh thần cho người thợ thêu. Thì các bạn thấy là khi mà thêu á, ngồi ngồi từ sáng đến chiều ngồi rất là mệt, ngồi cái cắm đầu vào cái khung thêu vậy đó, nó rất là mệt mỏi. Thì cái nghi thức rất là cầu kỳ, ví dụ là rước sợi chỉ thêu nè, rồi là giỗ tổ nghề thêu nè, vân vân. Thì trong những cái dịp đó đó, những người nghệ nhân họ họ được tham gia những cái buổi tôn vinh, cũng như là những cái nghi lễ mà rất là trang trọng để mà giống như là tôn vinh chính cái người thợ thêu đó lên đó. Thì đó là một cách để mà truyền đạt một cái tinh thần cho cái người thợ thêu, để mà họ có cái sức để họ sáng tạo ra cái nghệ thuật và cống hiến cho một cái nền văn hóa. Thì các bạn thấy quá trình mà XQ tạo ra cái giá trị thương hiệu cho mình, đúng không? Chứ lúc đầu thì không ai biết về cái giá trị đó cả, mình phải tạo ra thông qua các cái hoạt động như vậy. Đó, thì đó là cách để mà chúng ta có thể gia tăng cái sự nhận biết về thương hiệu. Cái nhận biết ở đây á, nó không chỉ đơn thuần là cái tên gọi hay là cái sản phẩm thôi, mà nó còn là những cái giá trị bên trong nữa, tức là những cái đặc tính, những cái gọi là cái giá trị cốt lõi ha, cái định hướng kinh doanh cũng như là cái ý nghĩa của thương hiệu đằng sau việc bán cái sản phẩm, bán cái dịch vụ đó là gì nữa. Chúng ta phải cho khách hàng hiểu được những cái yếu tố đó. Rồi ví dụ như là Nike chẳng hạn, người ta lập một cái hệ thống bán lẻ, đó là Nike Town hoặc là Sony cũng vậy. Đó là các cái cửa hàng của họ, tạo là Nike Town, mà tức là nguyên một cái thị trấn, tất cả các cái cửa hàng ở đó đều thuộc cái sự sở hữu của Nike, bất kỳ trong đó bán cái gì cũng vậy. Nhưng mà đó là một cách để mà chúng ta tăng cường cái nhận thức, cái hình ảnh về thương hiệu của chúng ta lên. Rồi rất là nhiều cách để mà tăng cường cái sự nhận thức về thương hiệu nữa, đúng không? Chúng ta có thể của chúng ta đến cộng đồng thông qua hoạt động PR mà các doanh nghiệp người ta hay làm đó, những hoạt động xã hội có ý nghĩa đó. Rồi là chúng ta cũng có thể là định hướng ha, dẫn đầu về giá trị của một cái yếu tố nào đó, ví dụ như là Home Depot chẳng hạn, thì là người ta tạo dựng một cái giá trị rất là lớn cho khách hàng trong việc là có thể đáp ứng nhu cầu của họ trong việc sửa chữa, và cung cấp các cái thiết bị sửa chữa hoặc là các cái nguyên vật liệu để mà xây dựng nhà cửa từ nhỏ tới lớn. Rồi là chúng ta cũng có thể là đi các cái chiến lược nó lớn hơn, ví dụ như là phát triển những cái biểu tượng ha cho thương hiệu của mình,
Ví dụ như là Richard Branson với thương hiệu Virgin của mình chẳng hạn, hoặc là Colony Sander với lại là cái thương hiệu gà rán KFC đó. Các bạn thấy đó là những cái kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu cũng như là tăng cường cái sự nhận biết của thương hiệu rất là tốt từ từ các cái bài học kinh nghiệm đó. Rồi là khi nói tới việc tăng cường cái nhận thức của thương hiệu á, thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta phải tăng về cả gì các bạn? Tăng cả về chiều cao và chiều rộng nữa. Tức là hình khác nhóm các bạn có trình bày cái tháp đó, giống như là cái kim tự tháp về cái mức độ nhận biết đó, thì chúng ta phải tăng chiều cao, tức là làm thế nào đó để thương hiệu của chúng ta nó càng ngày nó càng lên cao, tức là phải thể hiện ở cái việc là không cần nhắc gì cũng nhớ đến được á. Hoặc là khi nói tới một cái sản phẩm gì đó thì người ta liên tưởng ngay tới một cái thương hiệu đó luôn. Thì chúng ta tăng về chiều cao và tăng về chiều rộng, tức là chiều rộng là gì? Là càng nhiều người có cái nhận thức và có cái nhận biết đó thì càng tốt. Đúng chưa? Thì chúng ta cũng phải tìm cách để mà tăng cái này lên. Thì ở trong cái quyển 22 điều luật về xây dựng thương hiệu đó thì nó có một cái điều luật, đó là quy luật về dẫn đầu. Thì cái quy luật này đó thì nó có ý nghĩa đó là cái vị trí dẫn đầu vẫn là cái vị trí tốt nhất, tức là chúng ta đi vào cái trí nhớ của khách hàng trước tiên, thì nó dễ dàng lưu lại và thuyết phục hơn là việc chúng ta đi vào sau, tức là đã có ai đó giới thiệu về cái sản phẩm này trước rồi. Thì ví dụ như là khi hỏi ai là người đầu tiên một mình, tức là bay một mình qua Đại Tây Dương, thì ai cũng có thể trả lời đó là gì các bạn? Cyril Lindbergh. Nhưng mà khi hỏi là ai là người thứ hai bay một mình qua Đại Tây Dương thì có thể là không ai nhớ, không ai biết tới cả. Ở đó là ý nghĩa của cái quy luật đầu tiên. Cho nên là người ta nói rằng là chúng ta nếu như chúng ta có thể là một cái chủng loại đầu tiên, nhãn hiệu đầu tiên ở trong trí nhớ khách hàng, thì chúng ta có thể gọi là lưu lại cũng như là có được một cái vị trí tốt nhất ở trong tâm trí khách hàng. Do đó là cái hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới á, nó cũng rất là quan trọng ở trong cái thời kỳ cạnh tranh hiện nay. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cũng ở trong cái quyển 22 điều luật này đó, nó có một cái quy luật tiếp theo nữa, đó là quy luật về trí nhớ. Thì không phải là cái thương hiệu nào mà nó có mặt đầu tiên á, ở của thị trường thì nó cũng có mặt đầu tiên ở trong tâm trí khách hàng. Do đó cái việc mà những cái thương hiệu người ta cần làm đó là hãy là cái gì các bạn? Hãy là cái thương hiệu đầu tiên hoặc là cái sản phẩm đầu tiên ở trong trí nhớ của khách hàng, chứ không phải là cái thương hiệu hay là cái sản phẩm đầu tiên ở trên thị trường hoặc là trong cái ngành đó. Ví dụ như là trong thập niên khoảng cỡ 80 chẳng hạn, thì khi nói về máy tính thì cái thương hiệu đầu tiên mà người ta nhớ tới đó là IBM. Nhưng mà cái công ty mà phát minh ra cái máy tính cá nhân đầu tiên của thế giới không phải là IBM mà là máy Miss Anta 8800. Nhưng mà cái Miss Anta 8800 này tới cái lúc đó thì không ai biết cả. Tại vì nó chỉ có là ghi dấu lịch sử trên cái thị trường đó thôi, nhưng mà khách hàng thì không ai biết tới cả. Rồi ví dụ như là TV á, cái máy truyền hình, nó gọi là cái truyền hình thương mại đầu tiên, thì bây giờ nhắc tới thì các bạn có thể là Sony, rồi LG, rồi là Samsung, vân vân. Nhưng mà cái máy truyền hình thương mại đầu tiên đó là Dumont, của hãng Dumont, chứ không phải là những cái hãng mà chúng ta vừa vừa mới nhắc. Rồi là cái xe ô tô đầu tiên đó là Dura giới thiệu, chứ không phải là Toyota hay là BMW hay là gì cả. Rồi còn ví dụ như là
Hurley là cái thương hiệu đầu tiên mà người ta bán cái máy giặt, nhưng mà giờ cũng ai biết tới cả. Cho nên là các bạn thấy là mới nghe vào á thì nó có thể sai với cái quy luật đầu tiên mà cô nói là hãy là cái sản phẩm đầu tiên đó. Nhưng mà cái sản phẩm đầu tiên ở đây chúng ta phải hiểu là cái sản phẩm đầu tiên ở trong trí nhớ khách hàng, chứ không phải sản phẩm đầu tiên ở trên thị trường. Nghĩa là chúng ta đưa một cái sản phẩm ra, chúng ta phải là gì các bạn, giành lấy cái vị trí ở trong tâm trí khách hàng ha, chứ không phải là mình là người đầu tiên sáng tạo ra cái này, mình đăng ký vậy là xong, nó không được gì hết trơn ha. Mình là cái người đầu tiên làm cái hoạt động marketing để in cái này vào trong tâm trí khách hàng thì mới được. Đó là cái quy luật về trí nhớ trong 22 điều luật. Chứ cho nên là chúng ta phải lưu ý tới những cái yếu tố lấy khách hàng làm trọng tâm, tất cả các hoạt động của chúng ta đều phải lấy khách hàng làm trọng tâm ở trong đó. Hồi nãy cô thấy các bạn có trình bày một cái gọi là một cái khái niệm về hồi ức thương hiệu á. Hồi ức thương hiệu có cái gọi là cái vùng nghĩa địa đó. Có cái vùng nghĩa địa đó, nhưng mà cô chưa thấy giải thích rõ ở đây. Thì thôi, cô sẽ giải thích ở đây luôn, trong khi các bạn vẫn tiếp tục với cái câu hỏi của cô. Nãy giờ cô nói về việc là chúng ta có thể tăng cái sự nhận biết của thương hiệu rồi đúng không? Vậy thì các yếu tố khác thì cô hy vọng là các bạn tiếp tục suy nghĩ để trả lời giúp cho cô một vài những cái ví dụ để chúng ta làm rõ hơn. Cô sẽ giải thích cho các bạn về cái mô hình vùng nghĩa địa nha. Nó liên quan tới cái chiến lược marketing của mình á. Đây thì đây là cái mô hình vùng nghĩa địa. Thì các bạn thấy là cái mô hình vùng nghĩa địa này nè, nó sẽ phản ánh cái mức độ nhận biết của khách hàng. Thì các bạn thấy là nó liên quan tới hồi ức về thương hiệu đó. Thì các bạn thấy là cái vùng nghĩa địa này nè, nó sẽ được xác định bởi vì các bạn cái mức độ nhận biết của khách hàng và cái hồi ức của họ về một cái thương hiệu nào đó. Trong cái trường hợp mà cái hồi ức thì cao, tức là cái chữ X ở phía bên bên tay phải này nè, cái hồi ức thì cao, nhưng mà cái ở đây là cái gì, cái hồi ức thì cao đúng không ạ, nhưng mà cái nhận biết thì thấp ha. Cái hồi ức cao nhưng mà cái nhận thức thì thấp, tức là cái hoạt động quảng của chúng ta nó ít đó. Cái sự nhận biết, cái hoạt động mà tạo ra cái sự nhận biết cho khách hàng nó thấp đó, thì là trong trường hợp là cái sản phẩm này đó có thể khi ban đầu ra nó gây một cái ý ấn tượng rất là sâu sắc với khách hàng và họ trải nghiệm nhiều về cái sản phẩm này. Ví dụ như là mỹ phẩm Lan Hảo, trước năm 1975 rất là nhiều người thích bởi vì nó là những cái sản phẩm thiên nhiên và nó rất là có chất lượng. Tuy nhiên tới bây giờ nói tới mỹ phẩm Lan Hảo và cái tên của nó bây giờ đó là Thoracao á, thì người Việt Nam của chúng ta rất là ít người biết, bởi vì là về phía sau này, sau 1975 thì các cái thương hiệu khác người ta bắt đầu gọi là lấn át cái thương hiệu của mỹ phẩm Lan Hảo này. Người ta truyền thông marketing rất là nhiều, nhưng mà Lan Hảo thì không có quan tâm tới những cái hoạt động marketing đó nữa, thì nó sẽ rơi vào cái vùng nghĩa địa đó là cái hồi ức đó. Cái ấn tượng đó thì rất là tốt ha, nhưng mà chúng ta không thực hiện quảng cáo thì dần dần nó sẽ bị lãng quên. Còn cái trường hợp thứ hai, cái vùng nghĩa địa thứ hai là cái dấu X thứ hai phía trên này nè, thì các bạn thấy ra trường hợp là hồi ức thì thấp nhưng mà nhận biết thì rất là cao. Thì trường hợp này hay xảy ra nó gọi là cái bẫy ở trong quảng cáo á, tức là chúng ta có thể là thiết lập một cái quảng cáo rất là hấp dẫn, cho nên là người ta chỉ nhớ tới cái quảng cáo mà không biết sản phẩm là gì hết trơn á. Ví dụ như là cái trường hợp của pin Everready chẳng hạn, thì người ta có một cái con thỏ màu hồng để dán trên cái quảng cáo. Trong hoạt động quảng cáo có một cái con thỏ màu hồng có hai cái lỗ tai rất là đẹp, nó cứ nhảy 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 liên tục như vậy đó, thì người ta rất là thích cái quảng cáo đó và người ta cũng biết cái sản phẩm đó của Everready nữa, mà người ta lại nhầm qua cái sản phẩm của Duracell.
À, thì các bạn thấy đó là một cái ví dụ về cái vùng nghĩa địa nó tạo ra do cái nhận biết thì quá cao, những cái hồi ức tức là cái kinh nghiệm sử dụng á, cái ấn tượng của nó thì rất là thấp. À, thì qua cái sự phân tích này thì chúng ta thấy được rằng là để mà cái thương hiệu của chúng ta không bị rơi vào cái vùng nghĩa địa thì chúng ta phải kết hợp luôn cả hai cái yếu tố, đó là tạo ra những cái trải nghiệm để khách hàng có cái hồi ức và duy trì cái sự nhận biết của khách hàng một cách rõ ràng đối với thương hiệu của mình. À, để nó đi theo một cái đường đường cong màu đỏ như này, à, đường cong màu đỏ như như trên slide đó, nó không có rơi vào hai cái vùng nghĩa địa kia. Đó là cái khái niệm về vùng nghĩa địa và cái ý nghĩa của nó. Rồi bây giờ thì các nhóm các bạn tiếp tục có thể là đưa ra một vài cái ví dụ để nâng cao các cái yếu tố khác đây ạ. À, ví dụ cụ thể như bây giờ các bạn tập trung vào việc làm thế nào để tăng cái lòng trung thành của khách hàng lên. Làm thế nào để tăng lòng trung thành? Bây giờ nhóm 2 ha. Nhóm 1 trả lời rồi, bây giờ nhóm 2 trả lời giúp cô câu này ha, cùng một cái chủ đề nè. Nhóm 2 có ai đây không ạ? Nhóm 2 ơi. Trong khi mà các nhóm các bạn suy nghĩ cái này đó thì cô sẽ nhắc lại về cái lợi ích của lòng trung thành. À, tới đây lòng trung thành nó sẽ tạo ra cái giá trị thương hiệu. Thì các bạn thấy là số lượng khách hàng mà trung thành với chúng ta đó nó sẽ tạo ra một cái lợi thế về doanh số và tạo ra lợi nhuận rất là cao. Thì ngoài ra nếu mà chúng ta nâng cao được lòng trung thành của khách hàng á, thì chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được chi phí về marketing, không? Việc giữ chân khách hàng trên thị trường nó ít tốn kém hơn là việc chúng ta tìm khách hàng mới rồi, à, thậm chí có thể là upsell, cross-sell vân vân. À, thì như hôm bữa các bạn thấy là chúng ta học về CRM nó thì cũng có đề cập tới việc là làm thế nào để mà chúng ta tăng được cái lòng trung thành của thương hiệu và tăng cái sợi dây liên kết này lên rồi, nhớ nhớ lại xem thử là chúng ta có thể làm cái gì. À, hoặc là trong thực tế đó thì các doanh nghiệp người ta đã làm gì. Có bạn nào trả lời không? Nhóm 2 ơi, có bạn nào ở đây không? Dạ có ạ. Dạ thưa cô là ưu tiên chăm sóc khách hàng để giúp tăng lòng trung thành của họ. Ví dụ cụ thể nhiều lắm. Ví dụ cụ thể các bạn thấy được ở trong cuộc sống mà với vai trò mình là khách hàng cũng được. Đúng không? Các bạn thấy là qua một cái sự kiện hoặc là một cái kinh nghiệm nào đó mà tự nhiên các bạn thấy là các bạn bạn thích cái thương hiệu đó hơn, hoặc là các bạn sẽ có một cái cảm nhận là lần sau mình lại tiếp tục mua cái thương hiệu đó, đó chính là cái dấu hiệu của lòng trung thành đó. Mình có thể suy từ bản thân mình ra cũng được. Ví dụ như là cô chẳng hạn, thì ví dụ như mặc dù là bữa giờ internet nó rất là lag, và cô thì sử dụng mạng Viettel, thì Viettel á, người người ta có một cái gọi là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng rất là tốt, mặc dù là mạng thì nó lag thì cái, nhưng mà khi mà cô phản ánh một cái á, là có người trợ giúp ngay. Ví dụ như người ta gọi người người cái người mà tiếp điện thoại đó sẽ hỏi cặn kẽ rất là kỹ, ô chị ơi, chị bị sao rồi, là chị ơi chị thử giùm em cái cách này thử có được không, rồi đó là dụ như thử không được luôn á thì rồi em sẽ nhờ kỹ thuật viên xuống trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thì ví dụ 2 tiếng đồng hồ á thì sẽ có người tới, còn nếu như là chưa thấy ai tới á, thì các bạn cũng sẽ nhận được một cái cuộc điện thoại, người ta sẽ dời lại và
Tiếp theo đó thì cô lại nhận tiếp được một cuộc điện thoại của cái cô mà trực tổng đài á, là hỏi thăm là cái sự cố của cô đã được khắc phục hay chưa, hoặc là cái người đó đã tới hay chưa, rồi là trong quá trình mà khắc phục như vậy thì hiệu quả như thế nào, vân vân. Tức là cô cảm nhận được một cái sự quan tâm, thì đó là một cái yếu tố mà làm cho cô tăng cái lòng trung thành lên, đó là cô cảm nhận luôn. Mặc dù mảng lát thì cái nhưng mà thôi bữa sau cứ xài chỗ này đi cho chắc ăn. À, như vậy đó là một cách để mà chăm sóc khách hàng tốt hơn đó, và rất là nhiều 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 cách luôn á. Đơn giản như ví dụ như là chúng ta có thể là tăng chất lượng sản phẩm lên, rồi chúng ta có thể là phân đoạn khách hàng ra để mà chúng ta đưa ra các cái chương trình phù hợp cho từng đoạn khách hàng, tức là một phục vụ tận răng cho họ đó. Thì là chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa ra những cái vấn đề về giá cả nè, chương trình về khuyến mãi nè, vân vân, nó sẽ hiệu quả hơn. Thì lúc đó thì mình sẽ tăng lòng trung thành lên được thôi, đúng không? Rồi gì nữa? Sử dụng CRM, đúng không? Sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng, dữ liệu marketing để mà giúp cái mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu trở nên khăng khít hơn. Rồi là sử dụng các cái chương trình gọi là câu lạc bộ khách hàng hoặc là thẻ khách hàng thân thiết gì đó. Đó là những cách mà chúng ta có thể là tác động vào lòng trung thành của họ, đúng chưa? Họ sẽ có một cái lợi ích gì đó, họ cảm nhận được một cái lợi ích nào đó về mặt tài chính hoặc là về mặt tâm lý thì họ sẽ trung thành với chúng ta. Ví dụ về mặt tài chính, như là cô phát cho các bạn cái thẻ khách hàng thân thiết và các bạn cứ tích điểm vào đó, cứ 1.000 điểm đổi thành triệu, hoặc là cứ 1.000 điểm là bốc thăm trúng thưởng hay nhận được một món quà hoặc là đổi cái gì đó, thì đó là lợi ích về mặt kinh tế, thì người ta cũng sẽ cân nhắc cái việc là đi mua chỗ khác hay là mua ở một chỗ rồi mình tích điểm để mình được lợi ích những cái đó. Rất là nhiều cách để chúng ta tăng cường cái lòng trung thành. Rồi là hệ thống khiếu nại góp ý nè. Các cái công ty thì người ta luôn luôn gọi là gì các bạn, cải thiện cái dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như là tương tác với khách hàng của mình lên bằng cách là người ta đóng giả người đi mua sắm, hay gọi là ghost shopping đó, để mà chúng ta trải nghiệm chính cái dịch vụ của công ty mình và đánh giá thay đổi, cũng như là chúng ta có thể là phân tích cái lý do mất khách hàng là gì để chúng ta tìm ra cái nguyên nhân chúng ta khắc phục. Nhiều cách lắm luôn ha. Nói tóm lại là chúng ta cần phải tìm cách để nâng cao các cái thành phần cấu thành nên giá trị thương hiệu. Ví dụ như là về các liên hệ thương hiệu thì nó sẽ có thuộc tính nè, nó có lợi ích nè, có thái độ của khách hàng về thương hiệu đó, thì từng cái nhóm như vậy chúng ta phải nâng cao lên. Ví dụ như yếu tố về thuộc tính nè thì các bạn trình bày là có yếu tố gắn liền với sản phẩm thì chúng ta phải nâng cao lên, đó là cái cấu trúc gọi là cơ lý hóa của sản phẩm đó, cái lợi ích cốt lõi của sản phẩm đó, cái gọi là bản chất công dụng chức năng á, đúng chưa? Chúng ta cũng phải tăng nó lên. Rồi lợi ích không gắn với sản phẩm, ví dụ như là giá cả ha, rồi kiểu dáng bao bì, rồi là cái hình tượng người sử dụng nè, rồi là tính cách thương hiệu nè, màu sắc, rồi là cách thức phân phối và bán hàng, nó cũng là cái thuộc tính không gắn với sản phẩm. Như vậy thì chúng ta cũng phải tìm hiểu hành vi của khách hàng, rồi sau đó chúng ta đưa ra những cái chương trình marketing, ví dụ như giảm giá nè, rồi là thiết kế những cái bao bì nó đẹp hơn, thậm chí là nhiều lúc cô mua một cái hộp kẹo hoặc là cô mua một cái sản phẩm gì đó vì cái hộp chứ cũng không phải là vì cái sản phẩm ở bên trong nữa, nhưng mà cái hộp đẹp quá. Rồi khi mà các bạn đi mua hàng thời trang đó, thay vì người ta bỏ vào một cái túi ni lông bình thường đó, thì người ta bỏ một cái túi giấy có quai sách, nhìn rất là đẹp, nhìn rất là xịn sò, thì thật ra người ta chỉ cần bỏ ra chi phí khoảng cỡ mấy ngàn đồng, người ta in cái đó thôi, người ta mua cái đó thôi, nhưng mà các bạn thấy là nó không gắn với chất lượng sản phẩm, tức là cái bao bì đó nó không có làm cho cái túi đựng nó không làm cho cái quần cái áo của các bạn nó đẹp hơn hay nó chất lượng hơn hay nó bền hơn, nhưng mà cái yếu tố đó nó làm tăng cái cảm xúc của các bạn lên.
làm cho cái cảm nhận của các bạn về cái sản phẩm đó nó xịn sò hơn, nó tốt hơn mà thích thú hơn, đúng chưa? Dễ lắm luôn, thì chúng ta phải phải xem các yếu tố đó. Chúng ta cũng phải làm gì các bạn, tăng cái lợi ích của sản phẩm lên nữa. Ví dụ như là chúng ta có thể là bổ sung những cái lợi ích cho cái sản phẩm của mình. Ví dụ như các bạn thấy đơn giản như một cái chiếc máy điều hòa nhiệt độ, trước đây khi mà máy điều hòa nhiệt độ đơn giản nó chỉ có thể là làm cho các bạn mát hoặc làm cho các bạn ấm hơn thông qua cái việc là nó hút không khí vào xong nó điều chỉnh nhiệt độ cho nó phà ra lại thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ các bạn thấy lợi ích của một máy điều hòa nhiệt độ nó tăng lên rất là nhiều rồi, chứ cũng không phải đơn giản là điều chỉnh cái nhiệt độ trong phòng của các bạn nữa. Ví dụ như là làm gọi là lọc và tái tạo oxy nè, rồi gọi là lọc bụi bẩn ở trong không khí nè, rồi lọc gọi là lọc mùi ở trong không khí nữa, đúng chưa? Các bạn vào một phòng máy lạnh mà có một thằng nó hút thuốc ở trong đó thì chắc ngã ngửa luôn á. Rồi ví dụ như đó người ta gọi là hút mùi, xong rồi là tiết kiệm điện, xong rồi là gì, dễ dàng sử dụng, dễ dàng lắp đặt, rồi tiết kiệm điện, rồi nhiều 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 thứ lắm. Nói chung là phải phải tạo ra những cái thuộc tính mới bổ sung cho những cái thuộc tính cũ nữa, để tạo ra nhiều cái lợi ích và nhiều cái giá trị có mặt ý nghĩa cho khách hàng, đúng chưa? Đó là về mặt về mặt các cái liên hệ thương hiệu nó thuộc về cái yếu tố về lợi ích. Rồi chúng ta cũng gọi là tác động lên cái thái độ của thương hiệu đối với người tiêu dùng. Thì tại vì cái thái độ của người tiêu dùng á, nó thể hiện cái sự đánh giá tổng thể của khách hàng về một cái thương hiệu nào đó, và nó thường là quyết định cái hành vi mua hàng và lựa chọn thương hiệu. Cho nên là cái thái độ của khách hàng về thương hiệu đó thì nó sẽ dựa trên những cái đánh giá và cân nhắc cụ thể về thuộc tính và lợi ích của thương hiệu. Cho nên chúng ta tăng hai cái yếu tố kia lên thì nó sẽ tạo ra một cái thái độ đối với khách hàng. Thì các bạn thấy là cô nhắc lại cho các bạn về cái khái niệm của giá trị thương hiệu á, thì các bạn thấy là giá trị thương hiệu nó là một tập hợp các tài sản vô hình, đúng không? Gắn liền với tên, với biểu tượng của thương hiệu, và cái giá trị thương hiệu này nó sẽ có tác dụng làm tăng thêm cái giá trị của sản phẩm hoặc là dịch vụ, nhưng có khi nó cũng sẽ làm gì các bạn, giảm đi luôn đó. Cái việc tăng thêm hay việc giảm đi là do chúng ta kiểm soát. Các bạn thấy là một cái thương hiệu nào đó tự nhiên nó ra một nó gọi là mình sử dụng cái thuật ngữ gọi là từ từ mà các bạn hay nói là từ phốt đó, đúng không? Nó gặp một cái phốt gì đó là tự nhiên là giá cổ phiếu giảm, đó là một cái thể hiện của gì các bạn, giá trị thương hiệu giảm rồi. Ví dụ như là các bạn thấy là cái trường hợp của cường đô la cách đây rất là nhiều năm chẳng hạn, thì các bạn thấy là khi mà cường đô la được bổ sung vào làm phó giám đốc, bởi vì cường đô la là con trai của bà Loan ha, cho nên là được bổ sung vào cái danh sách làm phó giám đốc. Mà cái hình ảnh của cường đô la vào cái thời điểm đó không phải là một doanh nhân trẻ, mà là một cậu ấm với một bộ sưu tập toàn là siêu xe và toàn là những cô gái đẹp. Các bạn cái hình ảnh nó không phù hợp với cái hoạt động kinh doanh tí nào cả, ngay lập tức là gì các bạn, giá cổ phiếu nó sụt giảm đó, đơn giản vậy thôi, đúng không? Nó có thể làm giảm đi cái giá trị của thương hiệu. Rồi ví dụ như là cái thời của các bạn không biết sinh ra chưa, rất là nhỏ nhỏ đó, thì có một cái sự việc đó là cái sòng bài của Nam Cam đó các bạn bị khui ra ha, và cái đường dây đánh bài bạc rất là lớn, và trong đó có rất nhiều người gọi là tai to mặt lớn ở trong đó, và những người quản lý các công ty. Thì thời điểm đó thì có một người bị bắt, đó là gọi là quản lý một cái chức vụ tương đối là lớn của công ty Kinh Đô. Thì ngay lập tức là các bạn thấy là
họp hội đồng cổ đông ngay trong buổi tối ngày hôm đó và thay thế ngay lập tức cái người đó luôn. Tức là thay thế cái người đó ngay lập tức, trước khi qua ngày hôm sau thì báo chí sẽ đưa ra cái tin là à, tôi bắt được một cái ông này, ông bự lắm, ông làm chức vụ này ở trong kinh đô. Nó thay đổi ngay lập tức luôn vào trước đó, để mà giảm thiểu cái sự sụt giảm của giá trị thương hiệu cũng như giá cổ phiếu xuống. Thì ở đây cô sẽ chiếu lên cho các bạn một cái slide. Các bạn có thể ghi chúng lại ha. Tại vì cái slide này nó thể hiện rất là rõ các cái yếu tố cấu thành nên giá trị thương hiệu và cái tác động của nó đối với doanh nghiệp, đối với khách hàng, và mỗi một cái nhóm yếu tố như vậy đó thì nó sẽ cung cấp các lợi ích gì. Thì các bạn đọc ở đây là các bạn ghi chúng lại nha. Các bạn có thể cô nghĩ là nên ghi chú lại, tại vì các bạn thường hay chụp hình lại, nhưng mà các bạn chụp hình lại sau đó là tới lúc thi á, mấy tháng nữa thi á, là các bạn cũng không biết là cái hình đó nó ở đâu luôn. Ô nhớ là có nhưng mà tìm không ra, rồi hôm nào á, lỡ tay xóa rồi các kiểu vân vân. Thì tốt nhất là các bạn học online, nhưng mà các bạn cũng nên là có một cái quyển vở hoặc cái xấp giấy gì đó các bạn ghi chú lại. Thì ở đây các bạn thấy là giá trị thương hiệu nó thể hiện qua không phải là bốn mà là năm cái yếu tố ha, trong đó có yếu tố gọi là bảo hộ độc quyền. Chứ nếu như các bạn có thương hiệu nhưng mà không bảo hộ được, chưa đăng ký, thì tất cả những cái yếu tố kia nó cũng sẽ gần như là rất là mong manh, tồn tại rất là mong manh, đúng không ạ? Tại vì không được bảo vệ mà. Cho nên là một yếu tố bảo vệ độc quyền, tuy là nó đơn giản, tuy là nó nhỏ bé thôi, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng. Thì các bạn thấy lợi ích của yếu tố nhận biết đó, thì các bạn thấy là những tìm thêm khách hàng mới nha mình nè. Càng nhiều người biết thì càng tốt đó, tạo ra cái sự quen thuộc, sự nhớ, sự biết về thương hiệu, thì rõ ràng là người ta sẽ ưu tiên, người ta chọn mua sản phẩm của mình. Rồi sự trung thành cũng vậy, đúng chưa? Và các bạn thấy là các khách hàng khi mà người ta chọn sử dụng những sản phẩm có thương hiệu, người ta cũng có lợi ích. Người ta cảm thấy là an tâm hơn, đỡ tốn kém chi phí trong cái quá trình mà người ta tìm mua, cân nhắc mua các cái sản phẩm hơn. Nhưng bây giờ các bạn, một cách để mà các bạn giảm thiểu rủi ro khi mà các bạn tiêu dùng ở trong một cái thị trường tràn ngập các cái sản phẩm khác nhau, thì việc các bạn chọn dùng cái sản phẩm có thương hiệu, có uy tín là một cái lựa chọn để giảm thiểu cái rủi ro của mình rồi, đúng không? Giờ thay vì mua đại cái nào không biết làm sao thì thôi mua đại, mua cái có thương hiệu đi, nhiều người xài rồi, feedback rồi, rồi mình cũng thấy là nó tốt rồi, cho nó an toàn đi cho rồi. Đó, cái suy nghĩ rất là quen thuộc của người tiêu dùng đó thôi. Còn các cái giá trị mà mang lại cho công ty thì rất là nhiều, rất là lớn rồi. Chưa kể tới cái việc là chúng ta có thể khai thác trực tiếp trên cái giá trị thương hiệu thông qua việc là thâm nhập vào một cái thị trường mới bằng một cái sản phẩm mới dựa trên cái thương hiệu cũ của mình, tức là cái uy tín của mình ở các cái sản phẩm cũ, hoặc là chúng ta có thể là cho thuê, nhượng quyền thương hiệu của chúng ta, rồi là có thể là kinh doanh trên cái thương hiệu của mình, đem lại rất là nhiều lợi ích cho khách, cho một cái doanh nghiệp đó. Cái yếu tố về liên hệ thương hiệu các bạn, cái liên tưởng của khách hàng á, thì các bạn có thể hiểu là khi mà chúng ta nói tới một cái tên thương hiệu nào đó, thì khách hàng sẽ hình dung ra những cái hình ảnh của sản phẩm hoặc là những cái yếu tố đặc trưng của sản phẩm đó.
là cái liên hệ các bạn, hoặc là khi mà nói tới một cái sản phẩm á, nó có hai chiều ha. Khi tới nói tới một cái thương hiệu nào đó thì mình sẽ liên tưởng tới cái bản thân của sản phẩm đó. Ví dụ như là cô nói với các bạn là Coca-Cola, là ngay lập tức trong đầu của các bạn xuất hiện ra một cái lon màu đỏ đỏ chẳng hạn ha, hoặc là cô nói với các bạn là nước cam ép ha. Bây giờ cô muốn uống nước cam ép, và ngay lập tức là nước cam ép là một chủng loại sản phẩm đúng không, bán trên thị trường, và ngay lập tức các bạn liên tưởng tới Mirinda chẳng hạn. Là các bạn hình dung ra được cái tên, rồi là cái hình ảnh bao bì của nó, đó là một cái sự liên tưởng. Và cái sự liên tưởng này nó sẽ liên quan tới cái mức độ nhận biết về về thương hiệu này, và cái liên tưởng này thì thường nó sẽ được xây dựng thông qua những cái thuộc tính của sản phẩm. Ví dụ như là đơn giản thôi, ví dụ như là xây dựng qua thuộc tính nè, thể hiện ra bên ngoài đó. Ví dụ như sữa thì các bạn thấy thường là người ta sẽ sử dụng cái chai, hoặc là cái hộp nó màu trắng đúng chưa, còn nước cam thì thường là người ta sử dụng là màu vàng đó, rất là đơn giản thôi. Cái này chúng ta học trong marketing hết rồi. Rồi các bạn biết là khi mà các bạn đã xây dựng thương hiệu của mình nó lớn tới một cái mức độ nào đó, và các bạn gọi là đóng một cái vai trò quan trọng ở trong nền kinh tế, thì các bạn cực kỳ khó chết luôn á. Các bạn sẽ có được rất là nhiều cái lợi ích trong việc là duy trì cái hoạt động của mình. Lấy ví dụ như là ở ở trên thế giới nó có một cái cụm từ để thể hiện cho cái yếu tố này, đó là gì các bạn? Subit subidai, tức là quá to rồi không thể chết được nữa đó. Bạn ghi cái này lại chưa? Thì tại sao nó lại có cái câu này? Mấy là các bạn biết là ở Mỹ á, ở công ty General Electric là một cái công ty rất là lớn ở tại Mỹ ha, và nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế chung của đất nước Mỹ luôn, tại vì nó liên quan rất là nhiều những cái doanh nghiệp khác về việc là người lao động này, tức là liên quan tới việc duy trì cái số lượng người lao động ở trong công ty này, đảm bảo về việc làm đó ha, rồi các mối liên hệ với các công ty về cung ứng này, rồi các cái chuỗi các doanh nghiệp tiền ở trong ngân hàng, về vay vân vân, về các cái mức độ thanh toán, tức là nó liên quan tới một cái nền kinh tế, là một cái chuỗi luôn, tại vì nó rất là lớn, nó rất là lớn, hoạt động ở nhiều lĩnh vực và ở khắp nơi ở toàn nước Mỹ. Thì các bạn thấy là khi mà gặp một cái khó khăn ở trong việc vận hành công ty á, thì General Motor, cô xin lỗi các bạn, General Motor không phải General Electric ha, General Motor thế là một cái công ty sản xuất về về xe đó, thì đệ đơn với lại là chính phủ xin phá sản. Và các bạn tức là họ xin phá sản, tức là họ kêu giờ tôi thiếu tiền, tôi thiếu vốn, tôi thiếu đủ thứ hết, là bây giờ tôi xin phá sản. Mà các bạn biết nếu như giải thể công ty này thì ảnh hưởng rất là lớn tới nền kinh tế và các cái hoạt động khác, cho nên là các bạn biết là chính phủ Mỹ đã phải bơm vốn cho công ty để mà giải quyết vấn đề, và để giải quyết bằng cách là bơm vốn xong rồi là không phải là chia nhỏ cái cơ cấu ra, tái cơ cấu lại, chia nhỏ cơ cấu ra để mà tiếp tục duy trì hoạt động, để mà đảm bảo cái tính ổn định trong nền kinh tế. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta trở thành một cái đầu tàu á, một cái thương hiệu lớn á, thì chúng ta cũng có nhiều cái lợi ích khác nữa. Tự nhiên cô đặt câu hỏi xong rồi cô đi giải cho mấy đứa hết luôn, không thấy đứa nào trả lời, cái cô ngồi cô giải thích hết luôn đúng không? Về cái phần mà đo lường giá trị thương hiệu á, thì chúng ta sẽ có năm cái phương pháp về mặt tài chính đó.
để mà đo lường giá trị thương hiệu thì các nhóm các bạn cũng đã trình bày rồi và các bạn chỉ đọc thêm thôi ha, các bạn chỉ đọc thêm thôi, cũng như là những cái thách thức có việc tạo dựng giá trị thương hiệu thì bạn 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 nào đã trình bày rồi nè, bạn Tú Anh đúng không? Tú Anh đã trình bày cái phần này rất là kỹ rồi nên cô không có trình bày lại nữa. Về nhận xét về cái bài thuyết trình của nhóm số 1 á, thì về nội dung thì các bạn cũng trình bày tương đối là đầy đủ, tuy nhiên là lần sau thì chúng ta nên là giải thích rõ ràng hơn, lấy nhiều ví dụ hơn để mà lớp có thể hiểu được. Ở đây thì cô có ghi chú một bạn đọc rất là nhanh nè, Ngọc Huyền. Ngọc Huyền nói rất là nhanh, thậm chí là giống như đọc á, đọc nhanh quá. Còn Luyến á, thì nói quá nhanh luôn, cô chưa kịp hoàn hồn thì bạn đã xong phần thuyết trình của mình rồi. Đồng thời là cô cũng có ghi chú ở đây đó là cái video clip đầu tiên của nhóm á, nó rất là hay, nó chứa đựng những cái thông tin rất là hay và nó có rất là nhiều ý nghĩa trong đó đó. Nhưng mà nhóm lại miss đi cái phần này thì cũng hơi uổng, tức là chúng ta nên gọi là giải thích một chút xíu về cái video clip này. Thì đây cũng là một kỹ thuật quan trọng trong quá trình mà các bạn thuyết trình, nói chung về mặt kỹ thuật á, tức là khi mà chúng ta đưa một cái nội dung, một cái hình ảnh hoặc một cái clip, một cái video nào đó lên á, thì thường là cái nội dung, hình ảnh, cái video clip đó nó sẽ liên quan tới cái vấn đề mà chúng ta trình bày. Vậy thì chúng ta nên chiếu xong, chúng ta hãy nói về nó một chút xíu. Cái video clip vừa rồi mà nhóm mình chiếu lên á, nó có ý nghĩa như thế này hay có ý nghĩa như thế kia để mà người ta nắm được nó. Thì cô thấy là gì? Nhóm có thể nào giải thích được giùm cô ý nghĩa của cái video này không? Ra chơi vào thì các bạn giải thích cũng được nha. Bây giờ các bạn nghỉ giải lao một chút xíu đi, rồi ra chơi vào thì nhờ nhóm 1 các bạn giải thích một chút xíu về cái video mà nhóm trình bày, bởi vì ở trong đó cô thấy rất là nhiều các cái nội dung liên quan đến việc chúng ta xây dựng và phát triển thương hiệu cũng như là giá trị của thương hiệu của chúng ta vào cái giai đoạn hiện nay đó. Rất là hay á, cho nên là ra chơi xong thì cô nhờ nhóm giải thích giùm cho cô cũng như là làm rõ hơn cái vấn đề về cái video clip đó, cái ý nghĩa của nó đối với lớp, cho lớp nghe nha. Rồi các bạn nghe giải lao một tí nha.